chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái bầu trợ lực hơi hay gọi là bầu phanh. Bầu phanh của xe Camry, con này đời 97-98. Máy con này thường thường người ta hay lắp dạng máy 2.2 hoặc là nó có đời là máy 3.0, tất cả nó đều giống nhau hết. Nhưng quan trọng là cái chân đằng sau này, cái dòng này, cái ốc nó rất là dài, nếu mà ốc ngắn thì sẽ không lắp được. Đó, cái ốc này này, ốc này ở đằng sau chân này nó có một cái đạn rất là dày, hình đằng sau này nó hình chữ hình vuông. Đây tổng thể của nó đây. Đây là bầu mới 100% nhé, bầu trợ lực mới. Thường thường bây giờ là, thực ra là anh em mình làm thì mình cũng hay yêu thích về cái hàng bãi, nhưng mà với những cái dòng mà đã sử dụng rồi thì tốt nhất mình nên lấy hàng mới cho chuẩn. Nó mới thì nó đầy đủ hết cả những cái van một chiều này. Thì khi mình đạp mà phanh ấy, thì cái hơi nó hút vào ấy, thì nó kín khít ấy. Bầu mới thì bao giờ nó cũng rất là khỏe. Đây, của các bạn nhìn đi, hàng mới của nó nhìn nó vẫn bắt mắt hơn. Đó. Thì thường thường những cái bầu trợ lực phanh này nó chết này, là nó hay theo kiểu dạng như là, một là mình gọi là phanh nó ăn quá, tức là đạp phanh phát là đập đầu kính. Đấy, hai nữa là nó không có hiện tượng, tức là cái kiểu nó bị thủng cái màng này. Trong này nó có một cái màng da bên trong này. Đấy, nó bị thủng. Thủng thì một là nó đạp nó mất hơi, hai là nó cứng đơ, tức là nhiều trường hợp nó thủng cái là đạp nó cứng, chân phanh nó cứng đơ luôn, cứng không có cái hiện tượng thì gọi là không còn trợ lực phanh ấy, thì đi nó rất nguy hiểm. Thì lúc đấy bắt đầu là mới tiến hành phải thay cái bầu này. Đó, thì mình mới giới thiệu qua cho anh em cái tổng cái bầu trợ lực phanh này, hay là gọi là bầu hơi ấy. Anh em muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086633 hoặc là hỗ trợ tư vấn lắp đặt này, tư vấn sửa chữa này, thì có thể là qua gara địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội, thì qua số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.